Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã chế tạo được một bộ giáp của siêu anh hùng Red Hood bên DC nè. Và có một số bạn nhầm lẫn bộ giáp này với bộ giáp của Deadpool á. Và công thức nó là hoàn toàn khác nhau nhá. Bộ giáp Deadpool thì mình cần phải có một cái gen đột biến cơ. Mà cái này mình chưa biết tìm ở đâu á. Để khi nào mình tìm được thì mình nhất định sẽ chế tạo thử bộ giáp của Deadpool. Một siêu anh hùng có tới nó là cực kỳ khấm bựa luôn. Và với bộ giáp của siêu anh hùng Red Hood này, khi mình mặc full vào á thì nó sẽ cho mình khá là nhiều giáp nè, kèm theo đó là sức mạnh, cái steel với một cái hiệu ứng gì đó mình cũng chưa rõ nữa. Nói chung thì bộ giáp này cũng tạm gọi là ổn đi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với bộ giáp của người sắt rồi các bạn ơi, vì bộ giáp này có thể giúp mình bay lượn rất là dễ luôn á. Rồi, và trong thời gian với hai tập thì mình cũng có nghiên cứu về một số loại khoáng sản, và mình vô tình phát hiện một loại khoáng sản mà mình chỉ có thể tìm được ở những tầng thấp thôi. Đó chính là, đây để mình dẫn các bạn đi xem loại khoáng sản đó luôn. Đây nè, đó chính là Transphonium á. Loại này thì cực kỳ hiếm luôn nhá. Theo mình thấy thì tỷ lệ của nó còn hiếm hơn cả kim cương các bạn ơi. Nên trong ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ đi săn lùng cái loại khoáng sản đó và sử dụng vào việc chế tạo luôn. Nhưng trước khi săn lùng nó thì mình cần phải làm một vài thứ dưới này trước cái đã. Đầu tiên mình sẽ lấy ra một ít cái phần đá đã nấu sẵn nè. Rồi mình sẽ cho vô bàn chế tạo, tạo thành những cái phiến đá kết hợp với sắt nữa. Sắt ở đây luôn, để mình tạo ra những cái giá treo đồ á. Vì trong này thì mình chỉ có thể chế tạo được những cái giá treo đồ giống như vậy thôi. Và treo nó lên, vì hiện tại mình cũng có được hai cái áo giáp rồi chứ bộ. Đây mình sẽ treo ngang giống như vậy nhá. Rồi mình sẽ cho bộ giáp của siêu anh hùng Red Hood vào. Đó. Vậy là cái giá treo đồ đã có được một bộ giáp của siêu anh hùng rồi. Sắp tới thì mình sẽ lắp đầy hết cái căn phòng này bằng những bộ giáp của siêu anh hùng luôn nhá. Rồi và để coi nào, hình như mấy cái quặng Transphonium lần trước mình nung á, mình chưa có cho vào lò thì phải á, đúng không ta? Ừ đúng rồi nè. Mình còn 5 cái chưa nung nè các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ nung nó ra luôn nhé. Và sau khi nung ra thì mình sẽ được những cái Transphonium và sử dụng nó vào việc chế tạo những bộ giáp có thể nói là có thể biến hình được, giống như cái chiếc ô tô của mình nè. Chiếc ô tô này cực kỳ xịn luôn nhá. Rồi và trời bây giờ cũng đang tối à ta. Ok, để bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi xuống dưới và đi săn lùng cái loại khoáng sản Transphonium đó nha. Mong rằng là chúng ta sẽ có thể thuận lợi và gặp được những cái loại khoáng sản đó nữa. Đây mình sẽ đào ra luôn nè. Không biết cái cúp này đào nó có ra luôn cái Transphonium không ta? Tại vì cái cúp Ultimate này nhiều khi nó đào cái là nó ra cái ingot luôn á. Và mình được bao nhiêu đây? Được 5 rồi hả? Và hình như cái này thường thường nó xuất hiện sẽ có 5 cái một chỗ hay sao ấy. Đúng không nhờ? Cái này là Platinum rồi. Ý, Platinum này có làm được nhiều thứ không? Để mình xem công thức luôn coi. Tạo thành Platinum ingot và làm đồ của người sắt hả? Cũng được đó nha. Làm đồ của người sắt thì chắc mình sẽ khai thác luôn đi, để sắp tới có gì mình còn nâng cấp những bộ giáp của người sắt nữa. Và mình cũng có đào thêm một cái đường nè. Và mình để ý là nó chỉ xuất hiện ở những cái tầng mà có bedrock thôi. Tầng cao hơn thì nó sẽ không có gặp được cái loại khoáng sản này đâu các bạn ơi. Và lần này thì chỉ gặp được có 2 thôi à. Nó cũng hên xui lắm á. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đào theo kích thước là 3x3 bằng cái cây hammer nhá. Lắp cái lava lại coi. Cái này là kim cương thiệt nè, nên mình sẽ lấy cúp Ultimate ra để đào cho được nhiều kim cương hơn. Và trở lại với cúp hammer. Ui chết rồi, đào tầng này nguy hiểm quá. nó thấp hơn lava ấy, nên nhiều khi lava nó tràn xuống nữa nè. Bên này vẫn còn kim cương đúng không? Đào luôn. Rồi sau đó tiếp tục đào về phía trước theo cách bình thường thôi. Đây đào về nè. Ui ở dưới này nó còn có cái tung stand nữa các bạn ơi. Cái tung stand này là mình cần phải farm rất là nhiều để có thể chế tạo được một vài bộ giáp siêu hồng xịn á. Hầu hết bộ giáp siêu hồng xịn là đều cần cái loại tung stand đó. Rồi và mình sẽ... Cái này là Palladium hả? Lượm luôn. Palladium thì chủ yếu làm những cái Palladium core thôi các bạn ơi. Rồi giờ thì tiếp tục đào thẳng về phía trước nhá. Đây, đào ra nè. Ui nó gặp đất rồi. mình khi đào á mình gặp đất mình thấy hơi khó chịu một xíu vì phải mất công dùng cây xẻng để đào ra nữa. Và phía dưới này có tiếp những cái tung stand nè. Hay là mình lấy cái cây hammer ra đây đi nha, cho nó tiện dễ dùng hơn. Rồi sau đó khai thác luôn. Wow, nhiều tung stand đó nha. Nhưng mà nãy giờ mới đào được có 7 cái Transphonium thôi. Mình cần khoảng 20 cơ. Không, 20 thì vẫn còn thiếu á.
Cần khoảng 25 đi, khoảng 25 đến 28 á, thì như đó thì mới đủ để mình sử dụng vào việc chế tạo. Rồi giờ thì mình sẽ đào thêm một cái đường thẳng nữa. Đó, các bạn có thấy độ hiếm của nó chưa? Đã có buổi trời mà vẫn chưa thấy đâu hết á. Cái này là ruby à? Thôi ruby thì chưa cần đâu. Thôi nhưng mà có thì cứ đào đi nha. Sao mình lại bỏ qua, đỡ một sắp tới mình cần tiền mà tiền không ra thì sao, quên chỗ này nữa là toang đó. Rồi và tiếp tục đào thẳng về phía trước nè. Ui quá trời tung stand luôn. Xịn đó nha. Có ý à, không, có đó đá cuội. Nhầm nhầm. Và các bạn có để ý cái bầu không khí ở dưới tầng thấp không? Đó đó đó, nó mấy cái hạt bụi đó, mình không hiểu cái đó là cái gì nữa, mà có vẻ khá là đáng sợ nha. Trời ơi, có một cái mà cũng rớt vô lava. Buồn thiệt sự luôn. Ôi, có thêm nè. Đó, được chín rồi, được chín cái ấy, đây nữa nè. 10, 11, 12, 13, 14, 15 luôn. Được 15 cái Transponder rồi các bạn ơi. Xịn đó nha, bên này có tung stand nè, đào thêm tung stand về đi. Được á, giờ gặp đất hả? Rẽ hướng khác đi. Rẽ hướng này nè. Và coi nào, có thể gặp thêm không ta? Nãy giờ mình đào một đường dài ngoằng rồi đó mà chỉ mới tìm được có mười mấy cái Transponder thôi, nên mình cần phải cố gắng farm thiệt là nhiều á các bạn ơi. A few moments later. Ui, nãy giờ mình đào được nhiều những cái tung stand lắm luôn rồi đó, được 56 luôn rồi nè. Nhưng mà cái phần cái Transponder của mình á vẫn dừng lại ở con số 17 à các bạn ơi. Ui, lên 18. À đây nè. Ủa, nó nằm ở phía trên đầu mình luôn. Được thiệt sự. Và được bao nhiêu rồi? 24 hả? 24 thì mình chỉ mới tạo đủ một bộ giáp thôi. Mình cần khoảng có 4 đến 5 cái nữa để làm một số cái phụ tùng nữa. Nên chắc mình phải tiếp tục đào thôi các bạn. Ui trời. Tiếp tục kêu vậy chắc to quá. Gặp nguyên cái hồ lava. Và đợt chỗ này có nữa nè. Được 25 rồi. 26, 27, 28. 28 hả ta? Hay là để chắc cú hơn, chắc mình sẽ đào khoảng 30 30 cái uran Transponium đi các bạn ơi cho chắc nhá. Rồi, lắp cái hồ lava này lại coi. Này có kim cương này, đào ra luôn. Nãy giờ mình đào cũng được mớ kim cương rồi đó, 40 47 viên rồi nè, đi tìm cái Transponium mà đào được gần cả stack kim cương luôn rồi, quá là xịn luôn á. Thử về hướng này coi coi, hy vọng là hướng này sẽ có thể gặp luôn nhá. Coi nào, cái này là ruby hả ta? Ui có kim cương nữa nè. Ui. Ui, mình đào trúng cái quặng gì mà sao nó ra mấy cái con mối rồi. Ừ, dưới này có nhiều nhiều quặng tròn cực nhá. Nãy giờ mình đào cái đống mấy cái quặng tròn này luôn rồi. Đào không để yên xíu là nó ra cái đống à. Rồi và đào nốt số kim cương này coi, được bao nhiêu rồi. Nó đừng stack rồi đó. Và 3 viên luôn. Cũng khá là ok đó chứ. Rồi đi thêm một đoạn nữa coi. Ui nè. Có thêm rồi. 29 rồi, 30, 31, 32, 33 và 34 luôn. được rồi các bạn ơi. Ở đây có những cái đâu rồi ta, cái này là Red Diamond, mình sẽ nhặt về luôn nhá. Chắc bây giờ mình sẽ trở lên trên rồi các bạn ơi. Và trước khi lên thì mình sẽ đào thêm ít Redstone để phục vụ vào việc chế tạo nữa. Tại vì công thức hầu hết chế tạo thì cần có Redstone đó, nên mình cần phải băm thêm. Và thôi, giờ thì trở về thôi nào. Ở dưới này lâu quá, cũng khá là sợ đó. Rồi, dịch chuyển về một cái nè. Ui trời đang mưa luôn hả ta. Ừ, và bên kia là cái con robot nhện của mình á. Để sắp tới mình sẽ dẫn nó đi khám phá cùng mình nha. Nó giúp mình di chuyển vượt qua mấy cái hồ ha, rất là thoải mái luôn. Và còn có thể tấn công những mục tiêu nữa chứ. Ừ, để bây giờ mình sẽ đợi cho trời tạnh mưa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc chế tạo trong ngày hôm nay thôi. Hiện tại thì mình đã nung được một mớ cái Transponium rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy ra nhá. Và sử dụng nó vào việc chế tạo luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước một bộ giáp giống như vậy nè. Cái áo, rồi đến cái quần, và cuối cùng là một cái đôi ủng. Và số còn thừa thì mình vẫn có thể tiếp tục sử dụng vào việc chế tạo. Và trong ngày hôm nay mình dự định sẽ làm ra một bộ giáp, đó chính là Skytrain này nè. Bộ giáp này thì cần khá là nhiều thứ á, nhưng mà phần nón thì khá là rẻ, chỉ cần sắt, túi mật và cái đầu mà mình vừa chế tạo khi nãy thôi. Để bây giờ mình sẽ lấy sắt trước nhá. Sắt thì ở đây mình có ba nè. Rồi đến túi mật hả? Túi mật thì mình
Ở đây đây, túi mực ở đây và cuối cùng là cái nón bình thường thôi. Đặt cái nón vào giữa, sắt ở phía trên và túi mực hai bên giống như vậy. Đó, mình được một cái try hết rồi. Đọc cuốn lẹo cả lưỡi luôn. Rồi giờ thì đến cái phần áo nè. Rồi đến phần áo thì nó sẽ bắt đầu rườm rà hơn, vì nó sẽ cần có bột xương, rồi bột màu đỏ nè. Rồi đến cái phần chết cockpit với cái jetwing nữa, cái cánh đó các bạn ơi. Và tiết lộ thêm một xíu nữa, đây chính là một cái máy bay phản lực robot nha, rất là xịn sò luôn. Và để bây giờ mình sẽ chuẩn bị trước bột xương cái đã. Bột xương thì đổi từ xương nè đúng không? Đây có bột xương rồi. Giờ thì đến bột nhuộm của hoa hồng hả? Hoa hồng thì không, cái này là hoa chỗ của bạn gái không nên lấy đâu. Đây đây đây, phía bên này có hoa hồng nè. Để mình bày ra đây và lấy luôn nhá. Không biết cái này cần bao nhiêu ta? Để mình xem công thức lại cái đã, cần có một thôi đúng không? Và ngoài ra thì cái phần đâu rồi, cái phần cockpit này nè, nó cũng còn phải có cái kính vàng nữa cơ. Kính vàng hả? Để mình lấy một cái bột nhuộm màu vàng luôn. Rồi còn cái bột nhuộm nào cần nữa không ta? Màu đỏ nữa nè, vậy là cần hai màu đỏ. Cái ủng có cần không? Vậy là chỉ cần có hai màu đỏ thôi các bạn ơi, còn như là màu trắng với màu vàng nữa hả? Vậy là bây giờ mình sẽ trở vào nhà và tiếp tục chế tạo nhá. Ở những tập trước á thì mình có nung sẵn kiến rồi, để mình tìm thêm mình cho nó vào cái rương nào cái đã. Ủa mình nhớ mình nung kiến rồi mà ta. Ủa ui chết rồi, mình nung kiến xong mình vứt đi đâu mất tiêu rồi. Ui chết mình không. Tác hại của việc vứt đồ lung tung á các bạn ơi, giờ tìm kính không ra rồi. Ủa mình nhớ mình đâu chế tạo gì liên quan đến kính đâu mà sao mất tiêu hết kính rồi. Rồi luôn, đúng buồn luôn á, trong mấy cái ba lô này coi có không. Ủa thiệt hả, mất hết kính thiệt hả? Thiệt rồi chứ còn gì nữa. Ok, để bây giờ mình sẽ đi đào ít cát em ơi, rồi sau đó về nung ra để tạo thành kính nha. Chứ giờ trong gương mình hết trơn kính rồi. Trong lúc đợi cho cái phần cát này nó nung ra thì mình sẽ chế tạo một vài thứ nữa nha. Đây mình sẽ đợi ra mấy cái bột nhuộm trước nè. Ê chết, hình như mình thiếu hoa đỏ. Trời ơi, nó farm nhiều hoa đỏ mà. Quên mất hay có đúng con vòng hoa cái chùi dọc nhà mất tiêu rồi. Mà ghét cái trời mưa ghê luôn á, nhìn như vô bão nữa sao rồi. Mưa nãy giờ cả buổi trời mà không chịu tạnh luôn á. Trời thì cũng chưa tối để mình có thể ngủ nữa. Thiệt tình luôn, không thích mưa tí nào hết, vì nó sẽ hạn chế tầm nhìn của mình đi rất là nhiều luôn. Và sau khi mình chế tạo thì mình cũng không có test liền được vì thời tiết này á. Phải ráng chịu rồi chứ sao giờ. Và mình đã có thêm được những cái bột nhựa màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ thêm công thức nhá. Cái này là phần tuabin, thì nó cần có redstone, hàng rào, rồi sắt với khối sắt hả? Dưới này thì mình có sắt nè. Để mình làm trước hai khối sắt đi. Hai khối sắt giống như vậy, sau đó là hàng rào và nó được một cái tuabin. Mình cần có khoảng hai cái tuabin giống như vậy lần á. Được luôn, được hai cái tuabin rồi. Và xem coi nó còn thiếu cái gì nữa. Phần áo thì nó cần phải có thêm cái phần cánh hả? Và phần cánh mình có thể làm nhanh được không? Lấy ra được một cái cánh nè. Làm thêm một cái nữa coi có được không. Ý, mình còn thiếu gì ta? À mình thiếu sắt đúng rồi. Tại vì cái phần transponium mình vẫn còn thừa nè. Rồi vậy là mình đã có được hai cái cánh luôn. Và công thức nó còn thiếu cái gì nữa nào? Cái phần đầu nè, đúng rồi, phần đầu là cần phải có cái kính cái đã. Và kính thì mình có thể chế tạo từ công thức giống như vậy để tạo thành kính vàng nè. Rồi ăn nhanh đi. Công thức giống như vậy, được cái phần đầu luôn. Vậy là mình đã đủ chưa? Hình như mình đủ đồ để làm rồi đó. Đó, đủ rồi. Mình đã được thêm cái phần áo rồi đó các bạn ơi. Rồi đến cái phần quần nè. Cần... Ý, phần quần này như mình cũng đủ luôn hay sao á. Để mình thử ấn nhanh coi có được không. Kiểm tra lại coi, màu đỏ có rồi nè. Màu trắng. À, đúng rồi, mình thiếu cái bột nhuộm trắng. Tao nào ấn nhanh không được. Đây, có thêm rất là nhiều bột nhuộm trắng. Giờ thì chắc đủ rồi đó. Đúng luôn, vậy là được thêm cái phần quần. Và cuối cùng là một cái đôi ổn thôi nè. Đó, vậy là mình đã có full rồi. Giờ thì mình sẽ... cởi cái bộ giáp này ra cái đã, rồi sau đó đi xuống dưới nha, để mình treo bộ giáp của người sắt lên trước các bạn ơi. Đây mình sẽ bắt đầu lấy bộ giáp người sắt xuống và treo vô cái vàng treo đồ của mình nè, nón, áo, quần và cuối cùng là ủng. Rồi bộ giáp này treo lên nhìn cũng khá là đẹp á chứ. Ấy nhưng mà các bạn có thấy lạ không, khi treo lên á cái mắt của nó nhìn không bị lệch, mà khi cái mình đội cái nón vô nè, nó cái mắt nó lại bị lệch. Kỳ nhìn đúng ngố luôn á. Để từ từ mình sẽ tìm giải pháp để khắc phục trường hợp ngố khi mà đội cái nón đó nha. Giờ thì trở lên trên nè. Úi trời, cũng thành mưa rồi.
Tuyệt, đây là lúc để mình có thể test bộ giáp Sky Drive. Giờ thì mình sẽ bắt đầu trang bị vào nhá. Đầu tiên là phần nón trước đi. Các bạn có thấy phần đầu mình không? Nó bị thu nhỏ rất là nhiều rồi nè. Giờ tới cái phần người. Đó, nhìn ngầu hơn liền. Và cái đến là cái phần chân. Ui, gần biến hình được rồi. Và cuối cùng là ủng. Xong. Được rồi các bạn ơi, và cái bộ sáp này nhảy rất là cao luôn nha. Wow, được thật sự. Không chỉ vậy đâu, bộ sáp này còn có thể biến hình nữa cơ. Đây mình sẽ biến hình một cái. Đó. Các bạn có thấy gì chưa? Đây là khả năng biến hình của bộ sáp này đó. Và tốc độ bay coi kìa. 100 không à. Mình đây là bay tốc độ chậm nha, mình chưa có dùng nitro á. Mình mà nẹt nitro rồi á, mình sợ lót không kịp thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đứng ở một nơi ổn ổn như vậy đi, sau đó nẹt nitro nhá. Chưa chưa, nhưng mà trước khi nẹt nitro mình cần phải xác định hướng để đi cái đã. Để không thôi nẹt nitro đâm vô vách núi nữa thì chết á. Rồi giờ mình sẽ đi về hướng nào đây ta? Hướng đông bắc đi nha, hướng đông bắc là hướng xé lên đây đúng không? Chuẩn 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 nè. Rồi, biến hình một cái. Sau đó bye bye mấy bác dân làng và đi thôi. Các bạn coi kìa, khi mình dùng nitro vận tốc tối đa của mình là 141 lần á. Wow, cái này mà bay đi khám phá là tiệc cú mèo luôn các bạn ơi. Có lặn dưới nước được không? Bộ giáp này không cho lặn dưới nước các bạn ơi, chắc sợ tắt động cơ hay sao á. À, phía dưới này mình thấy có bông hòa cái gì nè. Aquastone. Ui, đá biển. Được nè, cái này dùng để chế tạo giáp siêu anh hùng á nha, không đùa đâu. Ở mà khoan, lấy oxy cái đã. Lặn lặn một hồi hết oxy chết chết ngạt ở dưới này thì khổ nữa, mình không muốn chết ngạt đâu. Và lấy thêm một ít cái này nữa rồi sau đó trở lên trên nhá, và tiếp tục dùng cái bộ giáp Sky Tri này đi khám phá thôi. Cố sắp này đi khám phá là hết sảy luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục đi về hướng đông bắc nè, và đây là vùng slam hả ta? Ủa nè 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 nè, chuẩn chuẩn có slam luôn, và thử coi coi sức phòng ngự của nó là có tốt không. Ấy nhưng mà mình thấy sức phòng ngự của nó không được xịn cho lắm các bạn ơi. Những cái con slam nó vẫn có thể đánh mất máu mình được nè. phải chi sức phòng ngự nó tốt hơn xíu nữa thì hay ha. Nhưng mà thôi đi, chắc nó sẽ bù trừ á các bạn ơi, vì nó sẽ giúp mình nhờ di chuyển rất là nhanh nên nó sẽ hạn chế về vật phòng ngự á. Chứ một số bộ giáp như là bộ giáp của Red Hood lần trước mình chế tạo á, tuy không có giúp mình chạy nhanh cho lắm nhưng mà sẽ tăng sức phòng ngự lên rất là nhiều luôn. Và phía bên này nó có cái công trình gì vậy? Để mình bay qua kiểm tra luôn. À, một cái pho tượng. Ủa, sẵn tiện đây thì mình sẽ đi tìm thêm cái viên đá thời gian cuối cùng nhá. Mình đang còn thiếu một cái viên đá để có thể làm được cái găng tay của Thanos. Ê, ê, ê. Cái con này. À, zombie cưỡi gà hả? Gà mà đọ, dám đọ với máy bay phản lực. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy anh bạn? Trời ơi. Ý, nhà của bà Phù Hỷ nè. Ui, bà Phù Hỷ là không có nhà rồi. Kỳ ta. Mấy bà Phù Hỷ này ưa đi đi vắng nhà lắm nha. Mình gặp hai nhà bà Phù Hỷ rồi mà không có bà nào ở nhà để cho mình thấy không tiếp đãi hết. Mà trong này có một ba lô dơi, một cây súng và thẻ tên á. Thôi mình không lấy đâu, giờ thì mình sẽ đột nhập vào bên trong thử xem. Trong này nó có đồ nè. Được á nha. Một cái Pandora box, một cái gậy sấm sét nè, thuốc súng thì lượm về luôn đi, vứt lại những thứ không cần thiết vô trong nhá. Rồi sau đó đi lên trên tiếp. Ơ mà khoan, mình sẽ cất cái Transponium cái đã, một hồi lỡ mình quên mình vứt nhầm nữa thì tiếc lắm luôn. Đã tìm khó rồi mà vứt nhầm nữa thì không đáng đâu. Rồi và mở đường để lên trên tiếp nè. Đập ra một cái. Rồi và mở thêm cái loot bag lấy hên coi. Biết đâu lại ra một cái nhẫn thì sao. Thiệt nè. Nhưng mà nhẫn này nhẫn cơ bắp chứ không phải nhẫn để biến hình giống như nhẫn của The Flash. Giờ mình sẽ đập thêm một vài gói để có thể trèo lên trên. Ui, cái này nó có cái đồ treo kiếm nè. Thuốc súng nữa. Rồi vàng. Yên ngựa thì thôi không cần đâu. Ít một quả trứng gì vậy? Ender Scorpion. Á, cái này triệu hồi ra con bọ cạp hay sao ấy. Không biết có phải không nữa, để xíu mình sẽ triệu hồi ra thử. Và trên này có thêm một cái bàn gỗ nè, cái đồ treo kiếm, một viên đá sức mạnh, cấp phin nữa. Ủa, cấp phin này dùng để làm gì ta? Mình cũng chưa biết nữa, cứ lấy tạm đi. Và một bộ giáp người sắt số thứ 18. Và kính nữa nè.
Xịn nha. Một viên. Ôi, viên đá thực tại rồi. Trời ơi, mình cần viên đá thời gian cơ. Cái đèn nữa nè. Và thêm Pandora Box. Để bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vô trong nha. Có cái áo nè, viên đá. Rồi hai viên đá luôn. Rồi cái gì nữa. Đồ treo kiếm thì mình cũng sẽ cất vô trong luôn nha. Một xíu thì mình sẽ bắt đầu đem về và treo kính sau. Pandora Box thì lấy ra xíu test luôn. Ừ, hết rồi. Và phía bên ngoài nó có một vài cái khối vàng á. Để bây giờ mình sẽ khai thác nốt luôn nha các bạn. Chứ bây giờ mà bỏ mấy cái khối vàng này cũng uổng lắm á. Tại vì thỉnh thoảng thì có một vài pho tượng nó có cái khối vàng thôi à. Nên cũng khá là hiếm. Rồi giờ thì đập nốt cái này. Lấy khối vàng ở đây rồi đi xuống dưới và test thôi. Ui ngoài ra mình còn có khả năng rơi chậm nữa cơ. Wow, bộ giáp này rất là hoàn hảo để đi khám phá luôn á. Rồi và giờ mình sẽ triệu hồi coi có phải là. Ui thiệt, bộ cảm độc. Ái da, ái da. Biến hình. Lên đây để hồi máu xíu đã. Ui, bồ cảm độc kìa. Tôi cắn mình cái gần chết luôn. Ui, may mà mình bay kịp á. Không thôi chắc mình cũng ngẫm củ tỏi rồi. Nguy hiểm thiệt. Không biết mình có quýnh cận chiến lại nó không nữa. Nhưng mà nó cắn mình cái là gần chết mất tiêu rồi. Chắc phải biến thành The Flash để trừng trị con này thôi. Cái tội dám quýnh mình hả. Rồi, giờ thì mình sẽ chừa ô ra để lấy bộ giáp này xuống nha. Rồi cởi ra nè và The Flash biến hình. Dám chống với The Flash hả? Rồi ngươi đâu? Ngươi đâu rồi? Con bò cạp khốn kiếp. À chạy hả? Chạy hả? Ủa nhưng mà hình như nó chạy thì coi. Ui. Con Skeleton đột biến. Oh my gosh. Skeleton đột biến 1k máu luôn. Này thì Skeleton đột biến nè. Ui mình quýnh phát xương nó văng tứ lung tung luôn mọi người. Ui tay chân xương sườn thì văng tán lỏ hết trơn nè. Nè cái này là cái đầu của nó nè. Ui hôm nay gặp đối thủ thứ dữ nữa. Và đây 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 con bò cạp đây. Siêu anh hùng The Flash sức chiêu. Chiến đấu với người luôn nè. Dám chống. Ta là The Flash. Nên đừng có nhờn. Con bò cạp khốn kiếp. Này thì bò cạp nè. Bò cặp con không biết điều, không chịu chạy đi, còn dám quýnh mình. Bò cặp con không chịu đi đi. Biết mấy bò cặp này lì ta. Bò cặp chúa mà còn bị mình tiêu diệt mà mấy con bò cặp con này. Không biết nghe, biết thân biết phận. Dám chống chống con Skeleton này nữa. Nhìn cái gì mà nhìn. Người ta đánh nhau để cho nhìn nè. Và bên này có cái Lucky Block nè, đập luôn các bạn ơi. Thử coi coi, hy vọng là kim cương. Ui ra núm, trời ơi. Núm đó mình đâu cần đâu. Ở bên này nó rơi ra đồ gì đây. Ê, đầu tiên mình thấy có kim cương là thấy thích rồi đó. Lấy kim cương trước đi rồi tính gì tính. Đó, được một viên kim cương rồi. Còn gì nữa không? Thịt nữa ta. Hay là mình sẽ lấy thịt về ăn đi nhờ. Cũng hợp lý á. Ok luôn. Và một cây cúp kim cương nữa kìa. Nãy giờ thì mình cũng đứng ở đây để dọn dẹp đồ. Vì vừa gặp được một pho tượng nè. Để giờ vô trong pho tượng và kiểm tra luôn coi. Pho tượng này có đồ các bạn ơi. Được đó nha. Và ui có sắt nè, ok lấy tạm cũng được. Rồi kế tiếp là rung bên đây. Có amethyst hả? Cái này thì miễn cưỡng chắc cũng lấy được nè. Lên trên tầng trên coi. Ủa cái này có hai cái rương nữa. Và tiếp tục là sắt với thuốc súng thôi. Thêm một cái ba lô dơi nữa. Ui có vẻ cái pho tượng này là có đồ rồi nè. Cái pho tượng lúc trước mình ở là nó không có đồ xịn như vậy đâu. Và hai tầng này coi. Súng dịch chuyển. Một cái ý. Cái này là đá mai hả? Ồ viên này thì mình cũng có rồi. Nhà mình nhiều lắm rồi. Thiệt luôn. Sao nó cứ bị trùng hoài vậy ta? Tính ra cái viên đá thời gian là viên đá khó tìm nhất á. Hổm rày mình tìm miết à, mà chả thấy đâu hết. Buồn ghê. Ok đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Chắc tại nhân phẩm mình chưa có đủ để nhặt được. Để giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa về hướng này. Và cũng phải cân nhắc á. Không nên bay quá nhanh đâu. Bay quá nhanh nó crash game nữa thì mệt. Vì tốc độ bay của cái máy bay phản lực này có thể nói là rất là cao các bạn ơi. Nhưng mà sao mà các bạn có thấy là cái vụ chưa 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 có bác dân làng nè. Thôi coi bác này sẽ đổi gì nhá. Thường thường là đổi ba lô á. Ôi bác này đổi là bạn rồi. Các bạn có thấy là cái vùng đầm lầy dễ xuất hiện lắm không? Mình thấy đi tí xíu là gặp đầm lầy hả. Và ba pho tượng bên đây luôn. Ui cơ hội là đây. Cố lên. Quyết tâm vô khám phá thôi. Và ôi cái này không có viên đá rồi. Mình chú ý là tìm cái viên đá thời gian thôi. Cho mình viên đá thời gian đi. Làm ơn. Cần đúng viên đá thời gian đó hả? Chứ không cần gì hết á.
Rồi, vào trong block đi, lên lên tiếp tiếp nè. Kiểm tra cái rương này. Có một ít cái này để làm gì ta? Chế tạo đồ Spider-Man hả? Được, lượm về. Nói chung có công thức chế tạo đồ xuyên thùng là mình sẽ ưu tiên lượm mấy món đó về nhá. Và đồ treo kiếm nữa rồi. Pandora Box. Thì tình mình mà khám phá ba pho tượng này không cho mình cái viên đá thời gian á, mình mở Pandora Box kế bên cho nổ banh pho tượng luôn. Cho chữa tôi không cho mình viên đá thời gian hả? Rồi, qua đây kiểm tra thử coi. Pho tượng Ninja Rùa nè. Hy vọng là Ninja Rùa sẽ cho mình sự may mắn nhá. Đột nhập vô bên trong trước đi. Rồi, cái đầu tiên thì có gậy sấm sét. Hình như mỗi cái thì sẽ có thiết kế đi lên khác nhau hay sao á. Mình thấy đi 5 cái là 5 cái thiết kế nó khác nhau hết trơn hả? Ở đây vẫn còn nè. Kiểm tra luôn. Một viên đá linh hồn với một viên đá mai. Trời ơi. Đồ có bị trùng không vậy? Viên đá thời gian đi. Làm ơn. Rồi luôn. Ý. Hình như mình cần đủ đá sức mạnh rồi. Cũng được, cũng được. Cho giờ cho tôi đá sức mạnh rồi làm đá thời gian thôi. Cần đúng hai loại đá đó hả? Đừng cho thêm mấy cái loại đá khác. Bị trùng hết đây. Ui, bên đây cũng không có luôn rồi. Vậy là hôm nay mình tìm thêm được 2 viên. Ở nhà hình như mình có 5 viên hay sao á. Và một cái găng tay vô cực là cần mấy viên ta? 2, 4, 6. Ê, hình như mình đủ rồi đó. Ê, được rồi. Không nhất thiết phải tìm đầy đủ những viên đá đâu. Mình có thể tìm hết bằng những viên đá sức mạnh cũng được. Và giờ thì mình sẽ kiểm tra nốt cái pho tượng cuối cùng này nhá. Nó mà không ra viên đá thời gian á là mình quạo lên mình... Mở Pandora Box cho nổ tàn tành luôn. Nó thêm một viên đá này nữa nè. Trời ơi gì mà nhiều dữ không biết nữa. Cái này thì sao? Thêm Pandora Box rồi. Rồi xong rồi các người sắp theo tàn tành với ta rồi. Này thì không cho đá thời gian hả? Mình cho nổ banh luôn. Để tội không cho đá thời gian. Rồi kiểm tra nốt nè. Một cái bàn chế tạo tài thêm một cái đá linh hồn nữa. Vì thực sự để mình cất bớt mấy viên đá đi vô trong để có không gian nhặt theo các bạn ơi. Ý, một cái cúng ulti may. Ué, cái cúng này hơi bị xịn luôn á nha. Cúng bắn như súng liên hành vậy á các bạn ơi. Và hai cái rương cuối cùng. Cho một cái cây giống cây đại bác vậy. Một cái quần của Berserker là ai vậy ta? Mình cũng biết siêu anh hùng này nữa. Các bạn nào biết siêu anh hùng này thì nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Chứ mình nghe tên này khá là lạ luôn á. Rồi, bên này viên đá thực tại nữa. Toàn là bị trùng thôi. Thôi chắc là mấy pho tượng này không muốn nguyên hình dạng trạng rồi các bạn ơi. Chắc muốn tan tành rồi á. Để mình sẽ thực hiện nguyện vọng của pho tượng này nhá. Mình sẽ biến cái pho tượng này thành ha. Đấy nhưng mà không được. Bị dướng. Nếu mình nổ thì mấy cái khối quán sạn nó cũng sẽ nổ luôn. Thôi nói chứ cũng bình tĩnh các bạn ơi, không nên phá đâu. Mà ít bữa nữa nếu mà mình cần vàng thì mình còn có thể quay lại đây lấy đó. Chứ mình cho nó nổ rồi sau này còn đâu mà lấy đúng không? Phía dưới còn hai cái lucky block à. Để mình xuống mình đập nốt luôn. Pho tượng này rớt xuống nhìn cực kỳ ngầu luôn á. Và đập nè. Kiếm cương. Ui, cả đống thức ăn. Được. Đang đói bụng, có thức ăn là hết sảy. Ăn thịt heo cho nó no lâu xíu nè. Ăn vô một cái. Đó, hồi cái đống thức ăn và đập cái này. Cho bọc mút hả? Để bây giờ mình sẽ test thử cái bazooka này coi. Bazooka này hình như mình cầm trên tay khi mà mặc bộ sáp này nó không có hiện lên hay sao á. Cái này có công thức chế tạo không? Ủa nó làm ghẻo quá trời nè. Để mình mang về mình chơi cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đập những cái Pandora Box nha. Và cái đầu tiên. Ra cái gì đây? Chuẩn bị. Chưa có gì thay đổi hết. Ui, cái đe. Ui, chết rồi, mưa đe các bạn ơi. Ui, cẩn thận. Ui, nó rớt cái đầu là chết. Ui, nó rớt cái đầu là chết. Ui, lần đầu mình gặp cơn mưa đe này luôn á. Uầy, rất là nguy hiểm nha. Một cái đe mà rơi từ độ cao như thế rớt ngay đầu, dù mặc full giáp cái nào nó cũng hết sọt rồi các bạn ơi. Đe nặng cực luôn. Mà rớt vậy. Lũng đầu như chơi. Rồi giờ thì lấy nốt mấy cái đe này về xài luôn cũng được. Và đập theo một cái Pandora Box nữa nè. Hy vọng là đừng có mưa đe nữa. Ui, nó tạo ra một cái địa ngục mini hay sao ấy.
cả đống mấy con kem nhôm nham nè, và nước nó cũng biến thành khói hắc diêm thạch luôn rồi. Ui nguy hiểm vậy. May mà không có đập gần nhà ông thôi, to rồi. Mở thêm cái nữa coi, cái này không biết ra cái gì nữa. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi, mình bị hiệu ứng làm chậm rồi. Tránh ra, tránh ra. Hả? Ui sao nó biến gì tùm lum hết vậy? Ui ui ui. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cháy cháy cháy. Địa hình bây giờ rối loạn quá các bạn ơi. Tự nhiên cái đống lava nó tràn ra rồi. Đập mấy cái hộp này nguy hiểm quá à. Mình sợ một ngày rồi đó mình đập mấy cái rương này cái nó phá hủy thế giới mình luôn quá. Nhưng mà khá là thú vị các bạn ơi, vì mình không biết trước được nó sẽ ra cái gì á. Và mở thêm một cái nữa nè, mở lại. Rồi 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 rồi, ra cái gì đây, ra cái gì đây? Ui cái gì á, cái gì vậy, cái gì vậy? Ấy, ui ui ui, chết rồi, nó nhốt mình trong cái lồng kính rồi. À, cái này thì nó sẽ tạo ra một cái lồng kính khổng lồ các bạn ơi. Ui to cực luôn á. Để mình đáp trên cho các bạn xem này. Wow. Ui chết rồi mấy bé cô. Giải cứu mấy cô, giải cứu mấy cô. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi được rồi, giải cứu được hai em rồi. Có em nào nữa không? Trời ơi, nó còn mực nó bơi trong luôn kìa. Ui cụ đừng có lặn xuống nữa, chết chết chìm bây giờ. Rồi vậy cứu bé cù các bạn ơi. Mình đập lên đó mới. Ý ý, bé cù, bé cù, cố lên, cố lên. Ủa cái này bé heo chứ, nhầm 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 rồi luôn rồi, bé heo thở không nổi rồi. Ui dưới kia anh ma heo, anh ma heo. Cứu không được bé heo, cứu anh ma heo đi. Lên lên mấy anh ơi, mấy anh ơi. Cổ thân mấy anh rồi. Cố lên, cố lên, cố lên một xíu nữa. Cố lên, cố lên. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Suýt tử thì to rồi, đập thêm một cái ở trên nóc của cái lồng này luôn. Và ra cái gì đây, ra cái gì đây? Kinh nghiệm. Wow, đẹp mắt nha. Ra một cái rương Pandora chứa đầy kinh nghiệm các bạn ơi. Xịn thiệt sự. Và phía xa xa mình thấy có một con bướm gì to trời kìa. Để qua đây mình đơm con bướm này mới được. À, dăm ba con bướm này hả? Ôi trời trời trời. À, hổng xước. Hổng xước. Hổng xước dám chống với mình. Dám chống với mình hả? Dám chống với người máy robot. Dám chống người máy robot nè. Người máy robot cho người biết hình. Ui nó tan tành rồi, và nó sẽ tạo ra những con bướm con á, rất là nhiều luôn. Để bây giờ mình sẽ nhặt thêm những cái vảy của con bướm đó nha, dùng để chế tạo giáp cũng khá là xịn á. Rồi và phía xa xa đằng kia thì vẫn có thêm một con khủng long đó, nhưng mà khủng long đó mình không có thuần phục được các bạn ơi, mình phải farm nó cơ. Và mình lấy một vài thứ mà nó rơi ra đó đó đó, cái khúc xương đó mình sẽ cần đó các bạn ơi, mình sẽ lấy về nhá. Rồi nhưng mà bây giờ cần phải chữa cháy cái đã. Người máy dễ bị cháy quá các bạn ơi, suýt nữa thì to rồi. Rồi giờ thì mình sẽ mở nốt còn mấy cái, còn có cái à. Cái giờ mình sẽ mở nốt một cái nữa nhé, hy vọng là ra một cái gì đó xịn xịn. Buông gai cái quần bảo vệ. Bảo vệ có một mà yếu xìu luôn. Ok, nói chung thì mở cái Pandora box này cũng ra một vài thứ thú vị, giống như là cái hồ nước hồi nãy nhá. Úi nữa. Zombie, zombie, ấy, zombie cưỡi gà mà dám chống với máy bay phản lực, dám chống máy bay phản lực nè, dám chống máy bay phản lực hả? Phải chi dạng máy bay phản lực mà mình ụn một phát á, nó chết queo luôn thì hay. Mình sẽ chơi thì chiêu thiết đầu công á, biến hình thành máy bay, ụn một phát cho nó chết luôn á. Úi, ở đây quá trời mấy bạn gái nè, mình không có đem theo nhiều hoa, ấy á, ấy vô chuỗi, con này. Ui con này là nguy hiểm, nó bắn mũi tên phát nổ các mọi người. Ai vô vô ai chứ, để mình trốn rồi đã. Ui con kia nó bắn mũi tên phát nổ, suýt nữa thì nổ em à, gây sát thương cho mấy bạn gái rồi. À, người ỷ người có cung, tao không có cung hả? Đừng đùa, tao cũng có cung đấy. Đâu rồi, thích bắn không, thích bắn không, thích bắn cung không? Chống giống chống này, còn Reaper, Creeper nè. Rồi bắn thử con cũng con bot coi. Bắn một phát là ngủm củ tỏi liền. Ôi nhưng mà cái này nó bằng bằng sắt các bạn ơi, nên bắn nó không xi nhê. Mình phải dùng dùng kiếm đánh nó mới được, và nó sẽ rơi ra những cái ý chưa 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 chưa. Kết liễu con Creeper này trước cái đã.
nhắm vào nó nổ làm hại mấy bạn gái nữa thì mệt. Rồi và mình sẽ nhặt những cái đây nè, những cái T-Rex Park á, và mình sẽ tạo ra một quả trứng. Đây chính là cái trứng để triệu hồi ra một con khủng long người máy á nha. Mà hiện tại mình chỉ mới có 2 cái à, chưa đủ. Để khi nào đủ 8 cái thì mình sẽ bắt đầu chế tạo ra quả trứng triệu hồi khủng long người máy nha. Giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi, sau khi tìm được quá trời đồ xịn nè. Và sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã mang về thêm được 2 viên đá sức mạnh nữa, kết hợp với 4 viên ở nhà là mình có tổng cộng là 6 viên đá sức mạnh rồi các bạn ơi. Vừa đủ để chúng ta có thể làm được cái găng tay vô cực á. Rồi và ngoài ra thì mình còn có được những cái đồ đựng kiếm nè. Bây giờ thì mình sẽ xuống phía dưới á để bắt đầu treo kiếm lên thử xem coi nó có đẹp không nhá. Đây chính là căn phòng trưng bày của mình đúng không? Mình sẽ đặt kiếm ở phía bên này đi, test thử thôi. Rồi và treo cái kiếm lên thử có được không? Nó được nè. Ui, nhìn đẹp cực luôn á. Có treo sẻn được không? Nó chỉ treo kiếm thôi các bạn ơi. Đặc biệt là chỉ treo kiếm được thôi à. Cũng khá là hay á. Rồi ngoài ra thì mình còn nhặt được những cái kệ sách. Cái kệ sách này đặt thưởng thử coi. Ui, đặt sách vô được nữa nè. Có cây nến đâu, nhìn chuyên nghiệp vậy ta. Lọ mực rồi bút nữa các kiểu kìa. Khá là chuyên nghiệp á. Còn thứ gì nữa không nhờ? Hình như là hết rồi. Rồi và tóm lại trong ngày hôm nay á thì chúng ta đã có thể chế tạo thành công bộ giáp của máy bay phản lực được mang tên là cái này là Sky Drive các bạn ơi, với khả năng biến hình và bay lượn rất là nhanh trên không trung luôn á, với vận tốc tối đa là 140 mấy km trên giờ luôn. Ui, bây giờ mình có thể thấy được bằng tay. Ê, nó thấy tay rồi. Ui, nãy vô tình thấy được cái tay á, nhìn đẹp cực luôn á. Và phần giáp của nó thì cũng không có xịn cho lắm các bạn ơi, nên sắp tới mình cần phải enchant nó lên để chúng ta có thể sử dụng được tốt hơn á. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.